Chào cả nhà, chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Phúc, tiếp tục chia sẻ câu chuyện drama Cậu Năm, nghệ sĩ ưu tú Hồng Loan và Phượng Dê, mẹ con cô Sáu Bao và Bảy Báo nha cả nhà. Vậy là cuộc họp báo theo như thông báo của Phượng Ve đã được diễn ra. Đây là một cuộc họp báo được xem là tẩy trắng cho bản thân của mình và đã phủi bỏ trách nhiệm cũng như đẩy người mẹ của mình đi xa hơn. Trong cuộc họp báo này, Phượng Ve đã nói ra những cái chung chung, không như những cái thông báo của mình trước đó là sẽ có những thông tin chấn động vân vân và vân vân để gây sự chú ý của mọi người. Đây là cuộc họp báo nhằm để tẩy trắng, nhằm để làm cho mình như là bị oan ức, và điều đặc biệt là đã đẩy mẹ mình đi xa. Không như sự mong đợi của mọi người, thông báo thu chi chỉ là một bản liệt kê file Excel không rõ ràng, không đầy đủ những cái mục chi tiết, và thông báo rằng không có trách nhiệm sao kê. Sao kê ở đây là sao kê cho những người thân, đặc biệt là Hồng Loan biết, chứ không phải sao kê để cộng đồng mạng biết nha Phượng Ve. Vì cộng đồng mạng, những người yêu mến sự thật, yêu mến đạo đức, mong muốn ủng hộ Hồng Loan phải biết được cái con số cụ thể, những cái khoản thu chi kêu gọi từ thiện trong cái đám tang của cậu Năm, nghệ sĩ ưu tú. Vì Hồng Loan chia sẻ, Hồng Loan không biết gì về những con số này. Vì vậy, cộng đồng mạng, những người yêu mến sự chân thật mới mong muốn kêu gọi, cũng như Hồng Loan đã lên tiếng, là phải sao kê rõ ràng. Mọi việc khác thì không nhất thiết phải trình bày. Vấn đề ở đây là Hồng Loan muốn sao kê một con số cụ thể chính xác và biết những ai mạnh thường quân, những fan khán thính giả, những người đã gửi số tiền đó trong cái tang lễ của cậu Năm, để ít nhất là Hồng Loan cũng biết được để cảm ơn người ta, phải không cả nhà? Chứ ở đây không phải là sao kê cho cộng đồng mạng biết, chỉ là sao kê cho những thành viên, đặc biệt là Hồng Loan, là con gái của cậu Năm biết. Và Hồng Loan chấp nhận điều đó thì cộng đồng mạng sẽ ủng hộ Hồng Loan, phải không cả nhà? Và trong cái cuộc họp báo này được xem là sơ sài và gấp rút. Những lời nói của Phượng Dê trong cuộc họp báo cho thấy thiếu cái ổn định trong lời nói, chắc có lẽ do chuẩn bị gấp gáp, do bị áp lực, do phải suy nghĩ những điều để trả lời, chống chế, thiếu chân thật, nên cái buổi diễn ra sẽ cảm thấy rất là nhiều sai sót, sơ sài ở đây đó cả nhà. Qua cái buổi này thì Hồng Loan cũng đã chính thức lên tiếng là phải sao kê rõ ràng, còn những việc khác thì không nhất thiết. Vì vậy Phượng Ve phải nghe rõ cái câu nói này, cũng như anh Phụ Lưng cũng đã lên tiếng một từ nhà, cũng đã nói lên trọn vẹn cái ý nghĩa của cái buổi gọi là họp báo truyền thông
để tẩy trắng Phượng Giang. Và điều đặc biệt là cộng đồng mạng thật sự rất ngỡ ngàng vì muốn bảo vệ bản thân mình. Phượng Ve bất chấp tất cả và đẩy mẹ mình là cô Sáu Bào đi xa hơn khi thông báo rằng người thưa tranh chấp tài sản cùng với Hồng Loan nộp đơn kiện đó chính là mẹ mình là cô Sáu Bào, còn mình không có liên quan. Như vậy thì chúng ta cũng đã thấy nội bộ gia đình của mẹ con cô Sáu Bào ở đây cũng đã có chuyện lục đục với nhau vì bảo vệ bản thân của mình, vì muốn được khán giả yêu mến. Người con bất chấp tất cả giờ đây đã đẩy hết trách nhiệm cho mẹ của mình, phải không cả nhà? Và cuộc họp báo cũng đã thấy được chỉ có mình Phượng Ve không có chồng, không có mẹ của mình đến với cuộc họp báo. Như vậy phải chăng là trong chính nội bộ của gia đình họ cũng đã có những cái sự xáo trộn lục đục ở đây, không thống nhất với nhau khi bị cộng đồng mạng vạch trần phơi bày sự thật. Giờ đây họ mạnh ai nấy chạy ha, đùng đẩy sang cho người khác, giống như cô Phượng Gia này đã nói kiện tụng tranh chấp tài sản là do mẹ của cô kiện Hồng Loan chứ không phải cô. Vì vậy việc chia sẻ của Phượng Ve nhận ngay rất là nhiều lời bình luận cực gắt của khán giả, đó là Phượng Ve đã đi một nước cờ quá sai, mở một cuộc họp báo mà trước đó đã đánh tiếng rằng có các thông tin chấn động làm rõ đúng sai, nhưng cuối cùng lại thành một cuộc họp báo tuyên truyền tin xấu về mình. Mọi người đọc báo vào chỉ thấy mẹ con Phượng Ve sai mà thôi. Xong rồi còn đắc tội thêm một số người, lôi họ vào cuộc, đổ tội cho người này, người kia, kể cả mẹ mình Phượng Ve cũng không thay. Phượng Ve đã làm như vậy để phủi sạch trách nhiệm, đóng vai nạn nhân, nghĩ rằng người ta sẽ thông cảm. Nhưng không, số lượng người ghét em sẽ càng nhiều hơn. Mong rằng lần tập trung nhà báo sắp tới sẽ là trên tòa ở đó, hay hơn là một chốn không ai biết của cuộc họp báo này. Với một lời nói từ phía của em Phượng Ve và không cho ai phản biện, rất là hay phải không cả nhà? Vũ Lưng người Anh cũng chỉ nói một từ nha để nói về cuộc họp báo của Phượng Ve. Trong cái cuộc họp báo này, Phượng Ve lại tiếp tục lôi kéo một người con nuôi của cậu Năm vào cuộc, đó là Bình Tinh. Bình Tinh cũng đã chính thức lên tiếng kêu gọi Phượng Ve phải giải thích rõ ràng khi nói rằng chỉ cần sự giải thích rõ ràng của em nha Phượng Ve về việc Phượng Ve đã nói về bản hợp đồng với BH Media. Cô cho biết đó là cách bảo vệ truyền thông cho đám tang của cậu ruột,
Nữ ca sĩ nói ban đầu cô không có ý định nên từ chối ký kết. Tuy nhiên, sau khi được thuyết phục, cháu gái Vũ Linh quyết định hỏi ý Bình Tinh. Tôi biết chị Bình Tinh biết về YouTube và chị Nga cũng hiểu và rõ hơn. Tôi không nghĩ khi tôi ký kết khiến Loan bức xúc. Tôi chỉ nghĩ bảo vệ hình ảnh trong đám tang và có thêm doanh thu để tiếp tục lo cho cậu. Đây là câu nói của Phượng Ve. Và giờ đây, nghệ sĩ Bình Tinh chính thức yêu cầu Phượng Ve phải nói rõ vấn đề này. Vì sao lại lôi kéo cả Bình Tinh vào câu chuyện này? Như vậy, nghệ sĩ Bình Tinh cũng đã chính thức lên tiếng về những thông tin mà Phượng Ve đã sai lệch khi nói về mình, lôi vào câu chuyện này, phải không cả nhà? Như vậy, cuộc họp báo này chỉ nói từ một phía, Phượng Ve biện hộ cho mình, và sao kê cũng không rõ ràng, chỉ là liệt kê một số chi tiết về thu chi của đám tang cậu Năm. Như vậy thì có làm thỏa lòng của người trong cuộc hay không? Ở đây chính là Hồng Loan. Và Hồng Loan cũng đã chính thức lên tiếng. Sao kê phải rõ ràng, còn tất cả các chuyện khác thì không cần thiết. Vì vậy, chắc chắn mẹ con của Phượng Ve, cô Sáu Bào, sẽ tiếp tục có chuyện gì đây và lôi kéo ai vào câu chuyện này. Chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật ở những video sau. Cảm ơn cô chú anh chị đã lắng nghe, chia sẻ cùng với Phúc. Hãy đăng ký kênh Tin Showbiz TV giúp Phúc với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.